Chim ăn hay sao hả? Ăn, em ăn. Em ăn hả? Chứ ăn. Đây. Đây các bạn. Đó. Rồi nha các bạn. Rồi dưới đất Sài Gòn nha. Thấy không? Rồi nho ra trái nha. Đó. Các bạn thấy không? Giữa Sài Gòn, giữa thành phố. Ở ra trái vậy. Trái quá trần luôn. Trái cũng quá trần luôn. Trái không? Đây là bao quát vườn cây của mình nha. Đây. Sài Gòn đất chật người đông nha. Rồi cây trái là mình trồng để mình ăn cho nó an toàn nha. Không có nho nha các bạn, trồng trên nóc nhà nóng lắm nha. Đây vườn nho. Đây. Đó. Đây giúp chút nha. À. Mà cây nho nó có chút xíu à, trồng trong cái thùng như vậy nè. Đó. Thùng nhỏ xíu nè. Đó. Cây nho. Thùng mút thôi, trồng thùng mút mà ra trái. Thấy không? Dạ, à. Bò lên cái vàng nè. Thấy không? Bên đây cũng có trái nữa nè. À. Mày thấy trái nho chưa Nhã? Dạ. Mày thấy nho chưa? Dạ, thấy chưa. À. Ra trái nè. Bả nói ngọt mà ta ăn thử trái nhỏ chua lét à. Mà bả kêu ngọt lắm. Ừ. Nên chắc ngọt tại chim nó ăn mà. Chim ăn cho nên nho ngọt, nhiều khi mình ăn cái nhỏ đó mới ra thì thấy chua mà cũng hay ha. Đậu má trên nóc nhà mà đậu má trồng mà ra trái rồi cũng, bà này cũng gọi là cao thủ á, đúng không? Nó cũng phải đam mê lắm nó mới trồng được vậy. Tao thì đậu má để cho bả trồng chúng tôi nó ăn thôi. Ăn đâu hết đâu, hai chồng rồi đứa con ăn hết rau gì làm gì hết nổi, thấy không? Lan nó ra bông nữa, dâu nữa, nguyên vàng dâu nè, trồng cho đứa nhỏ ăn nè, chuẩn bị ra trái nè, đó. Này dâu, đó. Dâu rồi chuẩn bị ra trái nè, đứa con gái khoái lắm, mỗi lần ra trái lên hái ăn à. Đó. Lan nè. Đó, lan ra bông. Lan tím. Ra bông. Chiều hái chiều mang bếp lên đây á Nhã, làm xong xuôi mang bếp lên đây hiểu không? Dạ. Đổ nó xèo trên đây luôn. Rồi làm 1 2 lon tây. Hôm nay bếp nó lên 11 giờ, 10 giờ nó lên tới nơi rồi. Nó cho đưa vô trước rồi sáng mai nó mới gắn. Rồi tối kêu Quốc Anh về nó phụ á. Cho 1 2 đứa phụ khiêng đồ vô. Nếu mà ở Sài Gòn mà trồng nho được là cũng gọi là cao thủ rồi đó. Dạ. Đúng không? Dạ. Sài Gòn mà trồng được rồi có vàng nho rồi có trái ra xâm xê vậy là cũng vàng cao thủ rồi.
cây ăn trái rồi, giờ bắt đầu chuẩn bị rồi. Làm cái hồ cá, nuôi cá đây à. Nuôi cá. Biết nuôi gì không? Thầy nuôi điêu hồng với nuôi cá chê thôi. Nhậu lên bắt một hai con xuống nướng, hiểu không? Nhỏ. Nhậu đó, có hai con xuống nướng. Đây. Đây nước đúng không? Tức nghe. Bắt cái hồ từ đây nè. Đây phần này cái nào cũng bỏ mình đâu chạy đến nó đâu. Bắt hồ từ đây nè. Đúng không? Rồi đó. Tại vì nó được chiều dài, hiểu không? Rồi giờ này qua nè, cắt đây nè, chút xíu cắt này dài này qua chôn xuống, rồi xuống nó chịu lật cái thằng này, hiểu không? Cái thằng này nó cho nằm đây là nó chịu lòng giữa, còn mẹ nó hàng ở đây là nó chịu đây hết rồi. Cái này cái đất đâu chút xíu mình xây cái tường lên tới trên, tại nước mình xác định nước lên tới đâu thôi, mình xây tường lên trên mình chịu đó. Nó nằm trên đầu tường. Nằm trên đầu tường. Đó. 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 Chịu cái gì nó kiền hết trơn, nó treo lên, nó treo liên kết là hết luôn mà. Nó treo mà. Cắt cây nhầm nhò gì. Rồi mới làm cái hồ để nuôi cá, mốt tụi bay nhậu rồi mới có cá, tụi bay xuống bay bắt lên tụi bay nhậu rồi mới ý kiến cái cò. Đúng không? Dạ. Trồng rau rồi, rồi giờ nuôi cá nè, còn không đồ có mấy con chó đó. Rồi đặt đầu chó nhậu, muốn cái nào. Không? Còn chút xíu cái tấm kia, tấm kiến kia nhả. Dạ. Tháo này hết, đặt tấm kiến kia lên đây nè. Dạ. Không? Chịu mà, không sao đâu. Này có gì đâu mà lo. Bà đổi xèo ăn nhã ơi. Dạ. Có rau nè, bà đổi xèo ăn nha. Rau quá chừng rồi. Ủa. Nhã nhã. Dạ. Con sợ thấm nước nhã, con lấy cái này dán cái tường này xây lên nè. Không bằng hồ dầu đâu mày ơi. Hả? Không bằng hồ dầu đâu. Không bằng con quét hồ dầu đâu. Có nghĩa là con dán xong xuôi rồi con xây hàng gạch vô. Dạ. Hiểu không? Con dán cái tường á. Hồ dầu xong rồi dán cái này. Hiểu không? Cái này nó mặt ngoài nó hơi hồ dầu chứ sao nó sao vậy? Dạ, nó bào dầu đâu. Nó bằng ấy mà, bằng giấy, bằng keo. Cái này bằng thiết. Không hiểu mà. Có nghĩa mình dán cái tường. Dạ. Dán cho mấy đường nứt á. Dán nó xong xuôi rồi bắt đầu mình xây hàng gạch qua. Là hàng này nằm trong hàng gạch nè. Dạ dạ. Hiểu chưa? Dạ. Nè. Nó bền hơn chứ nói sao vậy? Hồ dầu sao bằng được? Mình tính đi quan lớp hồ dầu rồi con mới lấy gạch vô. Thầy hiểu nhưng mà ý không? Nhưng mà nó hai cái nó hở thì sao? Từ đó mình cho gạch nó sát vô cái tường luôn mà. Tức là hồ dầu nó nằm ngay giữa. Ờ. Cho gạch nó luôn vô gạch sát cái tường luôn. Vậy phải đổ hồ dầu vô tới trong luôn, còn không con chét hết vách hồ dầu luôn. Dạ, thì con chét hết vách hồ dầu luôn. Ừ. Nó vừa chống thấm mà nó vừa ấy hơn. Rồi. Cho lên cho coi rau đó, cả cái xanh nó còn không? Dạ. Chiều kêu làm bánh xèo ăn. Xem lên rồi nè. Đủ rồi. You suck. Đủ rồi, đủ xe ăn rồi. Con kêu bả lấy bột đi, chút xíu đi xe mẫu á.
cạn dưới kêu sư mẫu làm bột đi chút xíu, chiều nay làm cho anh em xuôi xuống thay trò ăn bánh xèo. Đưa lên đây đủ luôn. Đợi, đổ đây sao được. À, ngồi đây cũng được. Ở đây ngồi đây chơi đi. Có mang cái bếp lên được mà phải không? Được. Ờ. Thì có bếp từ đổ. Mà. Được, bếp từ lên đây đổ. Cắm lên. Đưa lên đây đổ mấy tấm. Đấy là đổ. Đổ mấy phần ăn. Rồi bữa chừng lên rau, chừng chưa ăn bớt đi nè, dập hết nè. Mưa cá dập nè. Chú nói bả mới tưới á. Hả? Sao mẫu tưới á? Tưới vậy dập dữ vậy? Tưới nó ấy vậy. Tí nó nắng nó lên. Rồi đây coi. Bên lá về hỏi sao không làm bánh xèo ăn đi. À, ông lắp bự vậy nè. Rồi rồi đậu mẹ. Rồi. Rồi quyết định chị ăn xèo để tao ra tao nói với Nhã chị ăn xèo. Ăn xui chị ăn xèo. Chút xíu vào lại hai mấy lá lá lớp xuống luôn con. Dạ. Lá cuốn nó nướng á. Hiểu không? Cuốn thịt bò. Lá cuốn nướng thịt bò. Ăn bánh xèo Nhã ơi. Dạ. Làm bánh xèo ăn rồi. Má nó nhiều quá. Cao nhiều lắm. Dạ. Nó mấy tháng rồi cũng mới mục rồi. Đập bỏ này luôn đi, đập bỏ này. Này kiếm mà thôi. Trên là nhôm. Nước không à? Dạ. Bỏ đi. Để kiếm cái bao bự thì đập vô bao luôn chứ để hốt. Ông Kiến ông tới rồi đây ạ. À. Ông Kiến ông tới rồi á. Ông kêu chưa? Ở dưới đang ở dưới á. Ờ tắt đi, tắt đi. Ta nãy giờ không nói. À, hôm nay lên thăm vườn rau nha các bạn. Để chiều hái rau xuống làm bánh xèo đồ ăn. Rồi cái vườn rau cái đầy đủ rau hết á. Rồi xong. Này dâu. Đu đủ. Bí bầu khổ qua cốc cà tím nè, cà tím là trái nè, chuẩn bị ra trái nè. À. Cà tím ra trái nhiều lắm đó nha, chuẩn bị ra. Khởi rồi cốc quá chừng khởi cũng ra trái ăn quanh năm. Cái bông nè. À, bông ra trái. Và. Đó, ơi, cà bơ xanh nó bự rồi. Yeah. Chiều làm bánh xèo ăn. Dạ. Xèo lá gai. Khi chơi trên đây luôn. Dạ. Hỏi phải xuống. Cốc là đầm nha. Cốc này nó nhỏ nhỏ thôi mà, cốc thái nhỏ nhỏ, nó bự, nó cứ dày thôi. Vậy ăn rồi, ớt nữa nè, ớt nó trắng, hai bạc cây. Ủa quá à. Mọc lung tung quá, chèn đây chèn qua kia. Chè con. Hả? À, kêu con chạy lên con kia đi. Ở trên đâu lên có trên đó đó. Trên cổng xe lửa đó. Kêu xe mẫu đưa tiền. Chưa tới đường ray. Bên bên phải đây phải, bên phải đây trái đều có hết á. Hỏi Nhã với hỏi thầy sao thầy biết. Ủa qua mọc quá chừng. Ủa qua ăn giết ngán luôn á. Thật á. Ăn không kịp với nó luôn. Ra ăn không kịp. Mọc lung tung á. Rau ăn cứ không hết. Đó. Hành là lúc nào cũng xanh hết á. Hành á. Hành lúc nào cũng xanh. Đây. Cải ba xanh này, chiều nay là nấu bánh xèo ăn nè. Đó. Bự không? Bự hơn là bằng tay luôn.
Cà đóng, cà muống nữa nè. Hành là lúc nào cũng xanh tươi. Đó, hành á. Quá chừng bộ hành, quá chừng. Salad. Salad lên lá cũng ngon lắm. Đây, cải ngọt. Cải thề à. Đây, xanh nè. Đó, gà quá chừng. Chiều nay là tha hồ nấu đổ bánh xèo ăn, chiều nay đổ bánh xèo ăn. Xanh tốt. Này là buổi trưa đó. Và cho các bạn coi dàn nho nha. Nho nó ra trái. Đó nho. Kìa. Lấy hậu cảnh rau cũng được 800.